Ok, bài đọc hôm nay mình sẽ vào bài test số 1, Reading Passage số 3, Motivational Factors and the Hospitality Industry, trong quyển K14. Ở trong bài này thì mình sẽ có các đoạn từ đoạn A đến đoạn... Bài này hơi nhiều đoạn. Ừ, đoạn L. Hy vọng bài này kết thúc xong mọi người không L là được. Rồi. Mình sẽ có các question. Đầu tiên mình sẽ phải brainstorm. Do bài này khá nhiều các đoạn nhỏ, có thể đấy là một lợi thế cho cái bài này. Như mình tập nhỏ nhỏ dần đó, thì mình cũng sẽ dễ dò các tọa độ đáp án hơn. Rồi, đầu tiên trước hết là mình sẽ có question từ 27 đến 31 nào. Đây là dạng bài gì đây? Ừ. Ok, mình thấy có cái chữ. Mày không thuộc là nhà kê nha. Từ mass là đầu tiên này. Đúng không? Thứ nhất từ mass và từ mình có một cái box bên dưới. Bài gọi là bài ba phải là bởi vì nó đi theo kiểu cái box này thì lúc nào cũng có thứ tự. Cái box này bao giờ cũng có thứ tự, tức là mình sẽ tìm được ông thật sự luôn. Mà people muốn ngất xỉu với cái tên. Pfeffer. Chưa? Ông này sẽ xuất hiện đầu tiên. Sau đó thì sau khi mình tìm được tên của ông này xong, hoặc là chính xác hơn là mình sẽ mang mang anh đi theo cuộc đời luôn đấy, mang ông này đi. Đồng thời là mình sẽ nhấc hết tất cả các câu này lên, được chưa? Nhấc hết lên trong cái lúc mình cần soi chiếu. Bây giờ mình sẽ nhấc lên câu 27, 28, 29, 30, 31 luôn. Mình sẽ brainstorm luôn. Và hết sức lưu ý trong này nó có chữ NB. Điều này có nghĩa là gì đây? Hả? Em có thể nói cụ thể hơn được không? Tức là một một ông sẽ ôm hai Thể số. là có hai cái. Đừng cái, ôm hai số. Được chưa? Một ông ôm hai số. Ừ, trong này mình có rõ ràng là có năm số đúng không? Mà năm số mà có tận là sáu ông liền. Trong đó một ông lại ôm hai số, suy ra là có ông sẽ không được số nào, hiểu không? Ừ thì đây phải ghi đây, đây mình sẽ tổng đây cho, và sẽ có ông không được số nào nhé. Thôi rồi mình không viết ra đây cho đỡ lần đó. Một ông sẽ ôm hai số, và do là có tổng 5 câu 6 ông, nghe là biết ăn chia không đều nhau rồi đấy, sẽ có ông không được số nào hết, nên mình cũng sẽ phải dò dần như này. Tuy nhiên nếu mà mình nắm được cách làm bài này thì mình sẽ thấy là mình cứ dò dần dần tên các researchers ấy, dù sao nó cũng dễ chịu hơn là mình chẳng biết cái gì mà mò. Đi làm bài reading, điều quan trọng đầu tiên đó là mình luôn luôn phải biết bám vào đâu. Được chưa? Nên là mình biết bám vào cái ông Pepper rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc lên trước các câu đi, để mình như kiểu mang cái thông tin đấy để mình đi dò vào bài nó khớp nhanh hơn. Mình sẽ có các keywords của bọn này sẽ là rồi, brainstorm các keywords câu 27. Hotel managers thì nó need to know what would encourage good staff to remain. Rồi. Thì hotel managers need to know. Cái từ need là một từ quan trọng này. What encourage good staff to remain? Ở đây thì khả năng rất cao là nó, ví dụ có thể là kiểu tăng lương, đúng không? Cũng có thể là kiểu tạo ra một cái môi trường kiểu friendly environment, ví dụ thế. Good staff người ta sẽ không leave, người ta sẽ remain. Rồi câu 28 là các action, những cái actions của managers thì có thể make staff feel they shouldn't move to a different employer. Theo em thì nó sẽ có những cái action kiểu kiểu như nào? Mình có thể dự đoán dựa trên cái trải nghiệm của mình không? Hoặc là cái kiến thức mà mình từng đọc. Các action nào của manager sẽ khiến staff là feel là they shouldn't move to a different employer. Employer ở đây bằng từ boss, tức là chúng lại leave to another manager. Action như kiểu kiểu như nào?
mình brainstorm thôi nên chưa cần vào bài đâu. Kiểu theo em các action như kiểu kiểu như nào? Như kiểu nào? Threaten, cũng có thể mày mà sang thằng khác và mày chết với tao. Ok, yeah, cũng có thể threaten. Cũng có kiểu kiểu thuê thêm dàn trai xinh gái đẹp vào đấy thôi, mình kiểu ôi, ngắm là đủ rồi, cần gì phải chuyển nữa. Ok, các action. Chưa? 28. Rồi, tiếp theo là little. Little is done in the hospitality industry. Là từ little này nên lưu ý đây khác với từ ấy nhé. Little is done như kiểu gần như bằng không, như kiểu gần như không làm gì nhé trong cái ngành này. It's to help workers improve được cái skill của mình. Tức là tóm lại là trong vô ích nhé. Cái ngành này nó tóm lại là không có một cái hoạt động gì cả để mà help workers improve được cái skill này. Để mình thử xem nào không. Ok, tiếp theo là staff thì less likely to work đây. Nó có khả năng thấp là như nào nhé? Là sẽ change jobs nếu như cái cooperation nó được khuyến khích. Tức là giống kiểu hai người, cái cooperation đây cũng có thể là giữa workers và workers, cũng có thể là worker với boss. Khi hai cái này nó được được kiểu boss chấp nhận là tao sẽ kiểu hợp tác với mày. Được chưa? Cái sự hợp tác nó tốt rồi ấy, thì staff nó sẽ less likely để change job này. Tiếp theo là dissatisfaction. Đây mình thấy cái từ satisfaction là mình biết rồi. Bây giờ mình thêm tiền tố đằng trước thì là ấy thôi, phủ định của cái thằng này thôi. Dissatisfaction with pay. Kiểu chị trả cho mày 1.000 đô. Thấy ưa thích. Ưa thích. Ưa thích đấy. Phải trả nhiều hơn cơ. Not only reason. Đây cái từ only là một cái từ cũng quan trọng. Đây, not only. Yeah. Not only reason why mà các hospitality workers người ta change jobs, có thể là người ta change vì cái khác nữa, cho kiểu thằng ví dụ manager ở bên công ty kia đẹp trai hơn chẳng hạn, đi sang đấy, hoặc là cũng có thể là gần nhà hơn đúng không, có cái môi trường, ví dụ có thể môi trường ở bên công ty này nó hostile quá, nó có một cái hostile working environment quá, người ta không thích, là mấy bà cứ ngồi khẩu nghiệp ấy chẳng hạn, người ta không thích, người ta change cho, có thể đồng nghiệp hay là có thể boss, cũng có thể là do vấn đề những vấn đề khác, cái sức cạnh tranh hay gì đó cho. Rồi bây giờ mình đang tạm thời như này nhà, đây là bài thứ nhất mình brainstorm tạm thời như này. Theo là nó có question 32 đến 35 thì mình đang thấy dạng bài yes no not given. Thì one in one đúng không? Tức là mình sẽ chỉ bọn này sẽ có thứ tự và mình mỗi lần mình chỉ nhắc đúng một câu thôi. Mình sẽ yên tâm nhắc câu 32 trước. One reason for high staff turnover trong cái ngành này đó là poor morale. Thì bắt buộc. That's the point. Không biết đúng không? Không biết đi vào bài thi thì phải chấp nhận chứ biết làm sao? Đúng không? Không biết thì phải chấp nhận. Tức là mình sẽ phải làm với những gì mình có thôi, tức là mình đoán đến đâu là đoán. Chưa? Mình sẽ bắt buộc vậy thôi. Nó rất nguy hiểm trong cái trường hợp đó là mình không biết được cái từ vựng này. Thì bây giờ làm thế nào? Bắt buộc phải làm câu 33. Bắt buộc và mình phải hên xui. Được chưa? Đúng cái câu cái keywords này mà mình không hiểu thì là ngủm đó, mình chỉ biết là poor, ủa poor cái gì, và cho dù là em có đọc được tìm được từ poor chăng nữa thì vấn đề là mình không không có cái gì nhỉ,
cái từ vựng để mình đoán cái này không? Đúng chưa? Mình không biết làm sao để ủa tôi bắt được từ poor rồi nhưng mà cái từ bên cạnh tôi cũng biết như nghĩa. Nhưng mà mình không biết được là cái từ moral này nó là cái gì để mà mình so xem nó khớp không á. Đấy là một trường hợp cũng khá nguy hiểm. Thì đấy cũng là lý do như kiểu là chắc chắn là mình cũng sẽ phải nâng cao ở cái phần vocab của mình rồi. Ok, thôi rồi. Trong trường hợp này thì mình vẫn sẽ giải như bình thường. Và mình có coi như là câu này bắt buộc là mình sẽ phải hên xui. Đúng không? Mình đã nhận ra là câu 32 coi như mình mất một keyword, mình nhất định phải nhấc câu 33 lên để chặn nó lại đã. Ít nhất là mình sẽ đọc cái câu cái này và sau đó thì mình hên xui, đúng lại là go with the flow thôi. Biết làm nào được. Cho nên bắt buộc lúc này là sẽ phải nhấc câu 33 lên, đời nó cũng không như mơ. Còn tất nhiên nếu mà bạn nào biết keywords này thì tốt, mình sẽ chỉ làm câu 32 thôi. Còn đây là đang giải cho cái bài kiểu keywords mình không biết, bắt buộc phải xuống câu 33 để chốt chặn nó lại. Nếu không là mình bị mất dấu á. Research nó shown là các staff thì có một cái tendency là dislike cái workplace của mình. Nghe vẻ cũng tùy thôi, nếu mà dislike điều ba khẩu nghiệp quá nhưng mà lương cao thì vẫn cố gắng ở lại. Dislike. Thế xem có research người ta có sâu không? Chắc bài này, bài này vẫn còn 36-40 nữa. 36 đến 40. Mình sẽ xem là nó như nào. 36 đến 40 nào. Ừ, đây. Mình sẽ... Tâm hồn vừa bị nổ bài 32 rồi, bây giờ may quá có cái bong nổ này cứu gỡ lại không thì chắc chết. Summary, one word only nữa. Khi mà đã có one word only rồi thì thực ra mình thấy rất dễ chịu để mà mình làm. Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, bản chất của bài summary nó đã dễ đúng rồi, bởi vì đáp án nó cạnh nhau. Thứ hai là nếu mà one word only thì bọn em gần như kiểu không phải chọn các từ nữa ấy. Kiểu nhiều khi mình tìm từ đấy mình có xem là đây có tính từ với danh từ. Không biết có phải kèm cái tính từ này vào không. Kiểu đấy. Đi sai mấy bài true for not given. Ok, Đây, chị ý nhất bài này không có. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem, hy vọng không gặp từ nào như từ moral trên kia nữa. Không là thôi cũng bom nổ là tan xác mình thôi chứ còn không tan xác bài đâu. Trong này mình thấy có kiếp nổ đây là fun at work. Thì mới gần đây bọn chị mới làm một bài đó là như kiểu bom nổ mặc dù nằm ở cuối cùng nhưng nó lại nổ ngay từ đầu. Nên tốt nhất là mình vẫn phải theo chiến lược cũ đó là mình có các kiếp nổ phụ ấy mình cứ nhặt thêm vào. Trong này là có ba cái là Tên riêng. tên riêng, Chị cũng chưa lắm cái Stafford này nó đọc Michelle và Thews. Ok. Tôi có một cái stop ở đây một American Change gì đó. Nếu mà nhìn thấy keyword này thì mình bắt đầu mới cho nổ bài này. Chứ còn nếu không thì mình cứ cứ làm thôi. Ok. Hiện tại tóm lại là hiện tại là mình đang có sẽ có 5 số bạn đi tìm ông ấy trước. Pepper này. Đúng lại bài 1 là có Pepper. Thấy Pepper rồi thì mình sẽ đọc xem là có bắt được cái số nào không. Sau đó là mình do mình không biết từ moral nên là sorry. Từ này chỉ nghĩa là đọc moral. Được chưa? Nhưng do mình không biết từ moral nên là mình bắt buộc là mình sẽ phải dò câu 33 trong đó để chặn cái câu 32 lại và bắt đầu như kiểu đánh hên xui. Còn tẹo nữa hên xui xong thì mình sẽ xem là mình hên xui liệu cái phần trăm may mắn mình đâu. Và mình sẽ có keywords ở nhà thứ ba đó là Thews, Michelle và Stafford. Được chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc đoạn A để mình xem là có những câu nào liên quan đến đoạn A hay không. Ok. À, hơi ngắn nhỉ. Chưa lấy ông biết phở. Tiếp phần N đấy. Ok. Chưa em tiếp phần thôi kệ là thôi nha. Nhưng mà còn những cái câu kia đoạn A hơi ngắn nhỉ. Chắc là mình có thể
Chắc phải đọc A với B luôn. Em thử dò xem A với B xem là có cái câu nào không. Còn của Pepper đúng không? Pepper đây. Pepper. Đây, pepper đây em yêu ơi. Ở đoạn C cơ. Làm ơn. Nhưng mà xem có những cái câu kia không. Còn những câu kia không? Kiểu có câu nào liên quan đến cái turnover hay gì không? Không có. À, từ từ. Ok, mình chốt lại là AB không có gì này. Sau khi đọc không có gì. Bây giờ mình sẽ về đây thôi. Mình sẽ phải đọc xuống cái đây nhìn thấy có pepper the pepper. Xem là ông ý mà cái gì. Pepper C. Thì ông này bảo là in order to succeed trong một cái global business environment thì organization này nọ là trai must make investment vào cái HRM để mà allow them để mà có thể acquire được những employees người mà possesses better skills và những cái compatibilities hơn là những cái competitors. Đúng lại là kiểu có better employees. Ok. Thì phải có những cái make investment vào cái HRM ấy để mà có những cái better employees thì this investment sẽ có như đây will be to their competitive advantage mặc dù cái this recognition of the importance này đấy, mặc dù biết là thế nhưng mà ở cái ngành này thì vẫn bị cái trước này vẫn bị dominated bởi cái undeveloped HR practices. Oh, đây là cái Lucas mất rồi. Đây là hết đoạn C. Mình nhìn thấy cái pepper em có phải có cái dịp liên quan pepper. Mình thấy cái Không. không đúng không? Lại là Vâng. Pepper. Rồi, xin mời anh ta trùng gà. Pepper không liên quan rồi. Bây giờ phải đi xuống Lucas. Lucas là cái ở câu thứ hai bắt đầu despise đó. Là bắt đầu là vẫn nói đến Lucas. Ừ. Thì em phải nhìn lại Lucas đi. Cái khúc dưới cũng có Lucas luôn. Đây, cái ngành này vẫn định dominated bởi này. Tiếp theo Lucas also tức là đây là ông ấy nói lần hai đây này cái ý lần một của ông ấy em thấy có dính đến cái câu của ông kia không? Câu từ 27 đến 31 không đúng không tức là lần một ông ấy nói không liên quan ừ. Lần hai đi mình xem ông ấy có gì nói không. Đây này ông ấy nói hết đến đoạn này mình có thể nhìn thấy đến đoạn này là Lucas say lại hai đây đoạn này là nói hết còn đến đoạn dưới đằng sau lại lại bắt đầu tiếp một ông nữa rồi
Thì mình xem ông này nói nào. Find out the substance của cái HRM practices ấy. Nó not appear như nó không nhằm mục đích là để design để nhằm mục đích là foster. Foster đây bằng từ improve cái constructive relation giữa construction relation với cả cái employees. Hoặc là represent cho một cái managerial approach. Managerial này khả năng cao hơn, có thể liên quan từ manager. Cái mà enables để mà developing enable building hoặc là drawing out một cái full potential của people. Mặc dù các employees thì may be broadly satisfied với cả rất nhiều các aspects của their work. Nào, đến đoạn này có gì liên quan đến Lucas không? Mình lật ngược lại là mặc dù employees thì satisfied với rất nhiều aspect của work, nhưng mà bọn HRM này nó không được design, dường như nó không được design để mà foster bằng từ improve, foster cái constructive relations với cả employees này, hoặc là represent những cái managerial approach, cái mà có thể cho phép như kiểu thực hiện cái developing hoặc là drawing out potential của people. People này chị nghĩ là nó sẽ bằng từ employees. Nào, Lucas, em xét lại 5 số đi xem có phù hợp không. Có tính cái nào không em? Không, Không tính á? em là không. Không dính luôn. Vâng. Câu này dính câu 29. Câu 29 của Lucas. Little is done nhầm. Little is done mà. Gần như nó không làm gì cơ mà. Cái bọn hospitality industry này chính là cái bọn HRM đấy. HRM đó. Đấy, little is done, đúng, bọn nó dường như not appear to design để mà foster những cái gì gì của người ta đó. Foster cái constructive relations với các employees này. Và nó cũng không nhằm mục đích là tiếp cận theo cái represent cho một cái approach. Bọn này cũng không nhằm mục đích để túm lại là developing và drawing out the full potential của employees luôn. Tức là cái lúc này đây chính là cái kiểu nó chính là cái mà improve cái skill của employees em. Chưa? Thấy bài này như kiểu nó cái paraphrase của nó lên một tầm mới rồi. Nó rơi vào, chỉ cần nó rơi vào một cái trường kiến thức mà mình không biết cái là như kiểu mình cũng sẽ bị lạc lối luôn. Câu 29. Chốt. Lucas. Nhiên mình phải xuống cái ông Marauders leo cái gì đây? Đây. Vâng. Vẫn ở đoạn đấy, đoạn D đấy. Sau đó mình sẽ đi xét xem. Mình thấy turnover. Yeah. Xem ông Marodas nói gì.
ông này bảo là inaction thì thêm vào đó thì hoặc là maybe as a result cũng có thể là kết quả luôn. Cái high high employee turnover thì has been a recurring problem trong cái lịch sử của bọn này. Mình có thể đoán từ recurring có thể là như kiểu big problem hoặc là cái vấn đề như kiểu nó vẫn không được xử lý được ấy, nó cứ cứ chỉ đoán từ re này, cứ kiểu tái lặp đi lặp lại. Cái chỗ mà turnover em có đoán được gì không? Turnover em đang bị ấy đúng không? Ừ, đó thì cái từ turnover cũng là một từ. Đây. Nó nhắc mình đến một keyword của câu 32 mình đang bị miss ở cái chỗ morale ấy. Vâng. Nó nhắc đến cái từ turnover. Yeah, nên là có thể chị đang rồi ok mình cái turnover. Employee turnover. Để xem nó nào. Đây mình phải đoán thôi, mình bắt buộc phải đoán ấy. Trong các trường hợp như kiểu mình không nắm được các keywords thì mình phải đoán biết làm nào. Đây mình có cái cụm mà employee turnover, mình xem thì khả năng rất cao đây là một cái hiện tượng gì đấy mà nó không, chắc chắn nó phải liên quan đến cái bọn HRM này, HRM này. Bọn HRM này có biết bọn nó là chuyên làm mục đích gì không? Nó chính là đọc ở phần trên ấy. Đúng rồi, tuyển dụng. Nên là cái vụ mà employee turnover này rất có khả năng liên quan đến vụ như kiểu tuyển người xong rồi ý là thay người ấy. Cứ tuyển xong lại thay, hoặc là có thể là ngược lại là người ta rời đi xong rồi lại bọn HRM này nó lại tìm người thay vào ấy. Chị nghĩ là khả năng rất cao là vậy. Thì nó đúng với cái mạch hơn ấy. Đây mình đọc tiếp xem là có đúng khớp với cái đấy không. Among the many cited reason thì nó là low compensation, compensation. Đây. Compensation có biết là nó liên quan gì không? Low compensation. Em đoán là nó liên quan đến cái gì? Cái gì mà low low compensation mà khiến như kiểu mình đang đoán thì là nó đang liên quan đến cái vụ như kiểu người ta cứ ra xong rồi bọn HRM nó phải tuyển xong rồi này nọ ra. No. Low compensation là gì nào? Đoán được không? Cái đãi ngộ ạ. Ừ, kiểu vậy. Chị cũng nghĩ nhá. Nó là lâu thì nghe biết đấy rồi. Cũng có thể liên quan đến money hay gì đó đấy, mình đại khái đoán như vậy. Không biết là cũng phải dựa vào các từ mình đã biết để mà quằn quại lên. Inadequate benefits thì ok mình có từ benefits nên là mình đoán cái từ inadequate kiểu tiêu cực đúng không, benefits nó không cũng không được đầy đủ kiểu như vậy. Inadequate poor working conditions thì thôi khỏi đoán cái này cái gì được. And the promised employee ở đây đấy chính cái từ morale của mình rồi. Morale thì rồi tức là đây mình thấy có may quá nó không đổi từ lên ok. Cuộc sống vẫn còn nở hoa. Biết làm gì luôn. Đúng lại nó là một cái gì đó và attitude liên quan đến attitude and attitudes thì mình sẽ thấy là mình thấy cái compromised này thì mình khả năng đoán nó đang ở nghĩa tích cực hay tiêu cực này. Đấy. Chắc là tiêu cực ạ. Tiêu cực đúng không? Nói chung là túm lại tiêu cực đi. Mà tiêu cực nó lại gắn với thái độ. Ok, túm lại của nhân viên, thái độ của nhân viên lúc này nó bị nó bị làm sao đấy đúng không? Nó bị tiêu cực. Đúng chưa? Cái morale này cũng là chị nghĩ nó sẽ cũng là một cái gì đó tương đương với kiểu thái độ. Em hiểu nó giống kiểu một cái trường từ vựng. Cái danh từ đấy nó sát sát tương đương với cả cái attitude. Ừ, chị đoán vậy. Ok, nhưng mà khá là may là dù sao nó vẫn đang giữ keyword cho mình như này. Được chưa? Nên là mình vẫn có thể dựa đúng cái keyword đấy để mình đi suy luận. Cái từ turnover nó cũng đang giữ nguyên. Thì bây giờ em đi ở đi.
Bây giờ mình đang có khả năng rất cao nó đang dính với câu 32. Được chưa? Nên là mình đấy cũng chưa đến mức cuộc sống bế tắc lắm đâu. Nó giữ nguyên keywords là may lắm. Rồi em thử xem là cái đoạn C để em xem là có cái keywords nào không nào. À quên, đoạn đoạn ừ, đoạn. Xem cái này nó còn bắt được câu nào không? Chắc là 31 ạ. Đúng, 31. Dissatisfaction về chính là cái mà low low compensation đúng không? Quên mất Vâng. rồi. Yeah, Hay là thì yeah, not only the reason, nó cả lỗ đằng sau kia. vâng. Được chưa? Hospitality workers change jobs này thì nó có từ đây. Đây chính là cái hiện tượng mà employee turnover. Chính là cái thế bây giờ mình đoán đúng, đó là nó chính là change job. Được chưa? Cái employee turnover này chính là employee người ta change job. Đó. Thế là đây giờ mình đoán được cái từ turnover rồi. Suy ra nhá, 31 mình chốt đây đã. Cái đáp án C. Chốt nhanh. Bây giờ mình sẽ phải đi sang câu 32. À, hay quá. Hết rồi đúng không? Cái Merodes at all này. Hết ông rồi đúng không? Ý là chưa thấy ông ấy không hay số ở đâu. Ừ. Của Fitfer này. Tiếp phở không chắc chắn là thế mà nó rồi cứ tệ đi xong rồi tẹo nó mình lại dò lại sau xem câu nào bị dò lại. Ừ. Rồi, đây, mình quay lại câu 32 đi. Khá là may là cái từ turnover và từ morale là giữ nguyên thì mình đang đoán nó tưởng tượng một cái gì đó giống như kiểu cái một cái attitude. Thì bây giờ mình đang có là one reason cho high staff turnover. Tức là cái staff turnover nó tỷ lệ nó high ấy. Tức cho cái tỷ lệ nó change jobs high trong cái ngành này nó là do là poor morale. Nên nó có phải là poor không em? Nó đưa ra nhiều reason chứ không phải là một cái reason. Oh, có 32 này hả? Nhưng mà one reason, nó bảo là one reason. Nó phải không phải only reason nhá, em hiểu không? Nó chỉ hỏi em là one reason thôi. Sao mình đọc em buồn vậy? Nó tiêu cực đúng trong bài. Giọng tự nhiên Yes. buồn đấy. Ok, Yes. giọng em yes đúng rồi, nó chỉ bảo là ấy thôi mà em, nó chỉ bảo là one reason, em nghĩ như vậy, nó không phải là all reason reason, em hiểu không? Đúng, cái này là one reason. Ôi, đấy tưởng cuộc sống bế tắc mà nở hoa phết. Rồi thì quả ra từ comprise thì mình đang từ poor. Morale. Mẹ em vẫn chưa biết cái từ moral kiểu gì. Morale đấy là kiểu confidence. Cái confidence của người ta. Ừ. Thể hiện sự tự tin cho công việc á. Ừ. Nhưng kiểu cái môi trường đấy nó ấy. Ừ. Morale. Nội lực. Moral. Yeah. Hay thế. Rồi tiếp nào. Bây giờ câu 33. Research thì show the staff thì có một cái tendency là dislike cái workplace của người ta. Xem có vậy không? Đấy, mình đang dừng ở đoạn này đúng không? Bom nổ vẫn chưa thấy đâu đúng không? Vâng.
Đoạn C nó đoạn, ý là cái đoạn vừa rồi mình đọc á, mình có cái câu nào liên quan đến research thấy chỉ ra stuff, chắc chắn là chị nghĩ là chắc chắn nó phải có cái research, chỉ có cái khúc sau bắt từ từ tự ra đấy nó có hay không thôi. Staff liệu nó có cái tendency mà dislike cái workplace của nó không? Chưa thấy chị ơi. Chưa thấy đúng không? Chắc chắn phải có research ở đấy. Đúng chưa? Nó không có kiểu một not given mà kiểu không có từ research đâu. Not given là nó sẽ liên quan đến khúc đằng sau ấy, nếu mà có not given. Tức là chưa thấy đúng không? Mình sẽ yên tâm đi sang cái ông tiếp theo là ông gì nhỉ? Ông ngờ. Tôi chỉ dở cho xong. Ông ngờ thật à? Ông ngờ em thấy sợ xem. Ông Sợ ngờ mới chứ. sợ ấy. Cái kiểu ông ngờ về Sorensen à? Nghe được em. Thêm mấy ông này nói gì? Trong đấy ông Michel à, đúng không? Michael Michel SO lại lại đây à? SO đây phải không? ở nào? Lại tiếp à? Lại đúng không? Again đúng không? Không. Ông này không có chị ơi. Ông kia là ông Marudas SAL. Ok, chắc nhiều nghe mấy cái tên khổ tâm ấy. Ok, Michel SO là kiểu bom nổ. Đúng rồi. Rồi ok, nhưng mà vẫn chưa có thiêu với cái gì gì cơ, khổ lắm. Thôi được, cười đi, cười bài này đi. Hoang mang Nó phải có cụm ba ông ấy với nhau cơ, chứ còn bao ý rồi à ở tới đấy thì là cái khúc đấy bao nghĩ phải đi kèm với nhau, còn bây giờ ông kiểu ông ý debut ở debut trước rồi khổ tâm debut không thành công mới là đi vào tam ca ba con mèo ở đằng sau ông người chiếm rồi. Đây xem ông này, ông ngờ này, cái ngờ này có cái gì không, nên nó bảo là demonstrated là khi mà managers người ta provide cái recognition đối với employees ấy, kiểu làm tốt thì ok mày được khen thưởng hay gì đó, thì điều này và motivate những cái employees để work together. Cái work together này có nhớ đến keyword nào? together. Không nhớ đến keyword nào luôn. Ok, tôi cứ đọc hết vậy. Và remove những cái obstacles thì mình có thể là difficulties. Chưa? Những cái mà preventing cái effective performance của người ta. Dụ không có phương tiện thì ok, tao cấp xe đưa đón hay gì đó. Thì những cái employees này người ta sẽ feel more obligated để mà stay hơn. Kiểu người ta phải Tức là cảm ông thấy ấy must là đối với công ty đúng không, kiểu đấy obligated, nhớ tên từ obligation đó đấy. Nói chung hết này rồi, để dò thêm nào. Nào không, ông around khúc này là liên quan đến ông nào, mình đang ở paragraph số mấy nhá, năm à? vâng. Đấy là A B C D E F G rồi, xem có cái gì không. Bây giờ thôi, hotel managers need to know cái gì đó. Trong này không có nhắc đến hotel manager đúng không? Action của một để khuyến khích staff để mà remain.
Những cái action của managers. Cái này có dùng action không? Mà khiến staff nghĩ là they shouldn't move to a different employer. Nhiều cái từ obligated đâu. Đấy, đây chính là cái khúc đấy. Người ta cảm thấy người ta phải obligated to stay. Cho cảm thấy phải ở lại. Đấy chính là shouldn't move. Đáp án bắt luôn D. Câu hỏi tiếp theo là liệu D có phải là ôm hai số hay không? Mình xem tiếp, mình cũng phải đánh vần xem tiếp thôi. Xem là có những cái gì không. Staff bây giờ cũng còn một cái 30. Staff thì có khả năng ít là change jobs khi mà cái cooperation được khuyến khích, cái như cooperation không? Có hiểu thế nào cooperation không? Như chị với em, như chị với em bây giờ đang cooperating, là work together. Ừ. Còn nhiều cái từ trên kia nó có keyword work together không? Vâng. Đấy, đây chính là D. Thấy chưa, một câu là ăn hai phát luôn. Đây, nó vẫn theo đúng như kiểu mình vẫn hay dự đoán làm thôi. You may use any letter more than one, sẽ là một ông sẽ ôm hai số. Ông D chính là ôm hai số. Ôm, sợ còn hai ông nữa. Bắt vào tiếp là còn câu nào nữa? Nào, en siwa. Mình đi xem Em mình. gì đâu chị? Ồ, ai biết? Chắc là ở cuối, maybe ở cuối. Mình kệ thôi, mình cứ đọc tiếp theo. En siwa. Bạn tiếp theo thôi, em cứ đoán bạn tiếp theo. Mình đang có còn câu câu vừa rồi xem có cái câu 33 ấy, em có xem câu 33 ấy, em đọc xem là có câu 33 không. Có research show là staff có cái tendency là dislike cái workplace không? Xong rồi nếu không có thì mình move sang đoạn tiếp theo thôi. Không có. Không có đúng không? Thì mình cứ yên tâm mình move sang đoạn tiếp theo. Đoạn F. Đoạn F cũng không có ông Spector đúng không? Thì kệ thôi. Sau đó thì mình cũng phải đọc xem là có cái research gì không? Chính là liên quan cô bà ba ấy. Không có. F. F cơ mà. Cô ba ba nha. Em có cái gì research không? Không có bà ba không ở bạn ít nó cũng có nói về cái workplace. ừ. Cho nên là Employees' reactions to their job ừ. title could be affected by view. Ok. Chị đang ngủ à? Cái gì? Chị đang đọc lại mà ngủ cái gì? Thế này. Đâu? Ờ, đây, là F1 đúng không? Vâng. Employees reaction. They seem, they it seem likely là a person with job, their job characteristic could be affected bởi một cái predisposition to view cái work environment negatively. Trong khi dường như nó là như này nhé.
thì no evidence, đúng lại no evidence support cho cái vụ Cho ý kiến cho trên. cái ý cái này. Ừ, nhưng quan trọng ý kiến trên là gì? Ý kiến trên đang em thử gửi qua con nào. Là cái gì đấy của employee sẽ Cái reaction. affected Ừ. affected bởi một cái gì đấy của view làm việc của họ. Okay. Dịch được chỗ này nó cứ hả nó chưa ấy rồi. Thường xem nào, reaction là kiểu ấy đâu, tôi ok reaction kiểu em xem một video xong em react là kiểu ồ à á ố đó reaction. Reaction của các employees đối với cái characteristic mình thì gọi đặc điểm. À, đi đặc tính, đi đặc tính công việc, giống kiểu đặc thù công việc. Ừ. Thì nó sẽ có thể bị affected bởi cái predisposition, chỉ nghĩ là kiểu dịch thành như của cái view á, cái có cái tendency, đây chính là tendency, bởi cái tendency trong cái việc view là để đây động từ là kiểu they see đó, họ họ coi đó, chưa coi cái their work environment là negative. Là trong cái đống này nó đằng sau nó khẳng định là không có bằng chứng nào tồn tại cho cái này. Em hiểu không? Đã không có bằng chứng nào tồn tại cho cái này rồi. Nhưng mà cái đoạn sau của cái chỗ whoever given the opportunity People will find something to come. to complain. Đấy. Given the opportunity. Xong rồi đằng sau nó có cái Chưa? Thì nếu mà cái reaction của người ta trong đối với cái đặc điểm công việc này nó có thể bị ảnh hưởng bởi một cái khuynh hướng coi cái môi trường làm việc người ta tiêu cực. Trong khi nó là như vậy thì không có một cái evidence nào support cho vụ này. Cái vụ đằng sau however, given the opportunity thì khi tuy nhiên khi có cơ hội thì nhiều người sẽ tìm một điều gì đó để phàn nàn về nơi làm việc của họ. nhưng mà chắc là nó sẽ nhấn mạnh vào cái Cái tendency. no. Thì có một cái, mình có thể nốt cái đoạn này đi. Thì có một cái strong link giữa cái perception là cái nhận thức của cái employees với cả những cái particular factors trong cái môi trường làm việc của người ta. Chứ cái mà mấy cái này thì nó separate from, ý là nó tách biệt hẳn với cả cái bản thân công việc. Thể là nhân đây này, including này, những cái company policies này, salary vacation. Đây thì mình xem lại cái câu nãy, mình xem chạy lại keyword là được. Chị nghĩ là đối với những cái bài yes no not given á, mình tốt nhất mình nên chỉ nên chạy keyword thôi là xong. Ừ, research thì là mình có cái quả mà no evidence rồi đó. Ừ, no evidence. Cái khúc kia thì đây, staff sẽ có một cái tendency, chính là cái gì nhỉ? Cái từ quên rồi. Cái từ này là cái từ khả năng cao nhất rồi đây. Đây, cái từ predisposition này. Predisposition. Chưa? Khuynh hướng này, có tendency. Cái này đâu?
dislike cái their workplace thì chính là bị đây dislike chính là view cái work environment người ta negatively, đúng chưa? Thì đấy cái research người ta has shown thì người ta bảo chỗ rằng research has shown thì nó bảo là no evidence, coi như cái khúc này nó đã bị như thế là no xong. Ok được chưa? Cái khúc no evidence chính là cái đoạn research has shown này. Research là đâu có shown là đâu, làm gì có research là shown là đâu. Ừ. Tiếp theo mình sẽ nhắc câu 34. Một cái improvement ở trong working condition và job security thì sẽ khiến cho staff nó satisfied với cả job của mình. Okay. Ví dụ như kiểu được mặc đồ bảo hộ này, hoặc là cái ý là được đưa đi làm về muộn, được công ty đưa đi đón về ấy, ví dụ thế. Đấy, mình đọc tiếp xem là có cái liên quan không. Và nhớ là kiểu cái what fun work với Tills Michael hay là Michelle gì đó, Stafford. Trên này thì mình đang có cái ông NCY. Vâng. Mình đang tiếp tục ở đoạn G. Thì lúc này mình thấy cái gì đoạn G không? Trong này mình có lại Marodes này nên thôi Marodes lại cũng được rồi. Thôi mình cứ đọc thôi. Thì sub conditions thì nó particularly troubling for the luxury hotel market, nơi mà những cái high quality service này yêu cầu một cái sophisticated approach đối với cái bọn HRM này, thì cái này được coi như là một cái critical source of competitive advantage. Như vậy không có câu nào liên quan thì phải. Vâng. Dù sao ông này cũng được chọn ra vào kia. In the real sense, thế thì services của các hotel employees thì nó represent cho their industry. Cũng không liên quan gì phải. Tiếp theo, cái this presentation thì nó commonly been limited to guest experiences. Điều này cho được chưa? Nói chúng ta biết làm gì đây. There has been a dich gì đây, không sure làm từ này, dichotomy, cái từ này là lạ này, mình bắt buộc phải đoán nghĩa, giữa guest environment được provided bởi cái luxury hotels và cái working conditions với cái employees. Thế nên là cái chỗ này nó khá là năng. Been committed. Cái này có cái gì không? Đoạn G này.
này nó không nhắc đến đường guest kiểu gì đúng Vâng. không? Tức là cái đoạn g này chủ yếu nửa đằng sau là liên quan đến guest. Mà không câu nào liên quan đến guest cả. Có hotel manager, needs to gì đó thì liên quan đến hotel managers và good staff cơ. Ok. Mà thực ra cũng chẳng thấy ông ends and sewer đâu. Nên thôi pass bài 1. Câu bên này là có một cái improvement với cả job security thì không thấy nhắc đến, cũng không thấy satisfied ở đâu. Đúng lại là cái đối tượng đâu trên kia thì cũng mấy. Đoạn G cũng không thấy có till Michelle and Stafford. Suy ra đoạn G bỏ. Ok. Vâng. Ừ. Đoạn G bỏ. Đoạn H đi. Có thấy ông NG NC word đây rồi. Định mệnh của đời em đây rồi. Now, it is therefore essential for hotel management để mà develop cái HMR practices này và cho phép người ta làm để enable them to inspire và retain cái competent employees. Thì cái này nó đòi hỏi requires một cái understanding về what motivates employees at different levels of management và different stages trong cái careers của người ta. Đây. Tiếp theo, điều này implies ám chỉ là it's beneficial for hotel manager để thấy hotel manager rồi này. Vâng. Ừ, à, ừ chắc để mà understand what practices, chị nghĩ là giống kiểu cái điều khoản nào ấy, practices kiểu sẽ là most favorable, sẽ được ưu tiên hơn này để mà increase được cái employee satisfaction và retention. Đây, nên câu này mình sẽ thấy nó liên hệ đến câu 27. Đúng không? Hotel managers need to know. Đấy, chính là cái câu cuối luôn. What encourage good staff to remain? Cái remain chính là cái thằng retention đấy. Chưa? Chưa? Retention xong. Đấy là xong bài này. Đau hết cả đầu với bài này. Khỏi tìm ông cuối luôn. Khỏi tìm ông cuối luôn. Yay. Goodbye, my love. Chắc mấy ông này người Pháp. Đâu mới không ạ. Ừ. Chưa, thế xong. Coi như khỏi tiếng cuối, rảnh nợ. Bây giờ mình còn bài 2 và bài bây giờ mình xem trong cái đống đoạn vừa rồi á, mình đọc mình có cái gì gì liên quan đến ba tư không? Cái đoạn mình vừa đọc xong á. Ông ạ. Không đúng không? Thôi ok, thì phải đi xuống tiếp thôi. Đoạn này nó được cái thế mạnh là chia ra rất nhiều đoạn. Đau hết đầu. Đoạn Y. Rồi, Y3 đây rồi. Đây rồi. This including working condition này. Thế tức là mình khổ cái nó ở giữa. Nên vẫn buộc phải đọc từ đầu. Cái gì gì đó proposes là people have two major types of needs. Ok. Có hai nhu cầu cơ bản. First là being extrinsic motivation factors relating to the context in which work is performed rather than the work itself. Thì điều này bao gồm cái working condition và job security. Cái khúc đầu có hiểu gì không? Cái từ extrinsic này em không biết đúng không? Không ạ. Ừ. Khi không hiểu cái khúc này bắt buộc phải đọc khúc sau để mà suy gọi là mô li phê ra khúc đằng trước. À, Từ mô li phê.
Túm lại là có phải có đúng mỗi từ extrinsic này em không hiểu không? Vâng. Đây, ảo mà. When cái these factors nó không được, đúng lại là hai cái factor này, mình cứ đọc đọc tiếp xem là mình có xử lý được cái câu kia mà không cần cái vế đằng trước không ấy, em hiểu không? Nó giống như kiểu cái morale lúc nãy của mình á. Vâng. Nói chung là phải đọc tiếp. Khi mà những cái factors này nó unfavorable thì cái jobs dissatisfaction nó sẽ xảy ra. Vâng. Tuy nhiên significantly thì just fulfilling this need thì does not result in cái satisfaction. Được chưa? Does not result in but only in the reduction of dissatisfaction. Cái khúc đằng sau này mình có hiểu không? Chưa rõ nghĩa lắm. Thế bây giờ em phải đi sau keyword trước, em xem là em đọc được keyword gì trước. Nếu mà kiểu mình đọc qua cái đống này kiểu ok, nó vẫn đang kiểu mông lung như một trò đùa thì bắt buộc em phải đi vào kỹ năng keyword. Em đi sau keyword trước. Chưa? Em đọc keyword trước bởi vì cái từ ở trong bài tập lúc này là mình đọc rõ nghĩa hơn ý. Câu 34 em rõ nghĩa gì? Vâng. Đúng không? Dạ. Câu 34 rõ nghĩa chứ gì? Vâng. Ừ, đó thì mình bám vào keywords. Nào, bây giờ mình đọc keywords thôi. Đấy. Đọc nhiều khi nó mông lung như một trò đùa lắm. Có working conditions có. Job security có. Bây giờ có cũng là cái khúc kia là cũng có make improvement rồi đúng không? Cái khúc mà nếu mà hai cái thằng này còn nó not favorable là nó sẽ khiến dẫn đến cái ấy gì đây, dissatisfaction. Để dissatisfaction thì chính là ngược nghĩa với từ satisfied. Từ từ, bây giờ mình sẽ xem là hai cái này không thôi thì nó có đủ không? Max. Đúng lại là một cái improvement cho cái work conditions và job security thì sẽ khiến staff sẽ satisfied với cái job của mình. Để xem lại có đúng không? Chứ còn mình thấy là cái keyword kia là nó bị ấy rồi đó. Chưa? Đặc biệt cái câu cuối, cái khúc cuối gì nhá. Đây. Just fulfilling these needs does not result in satisfaction. Sao mỗi lần nào có em buồn vậy? Đang bị mông lung ấy. Ừ đấy thì mình làm rõ lại thôi. Bây giờ em đọc keyword thì em sẽ thấy là như kiểu bên này just fulfilling this need does not result in satisfaction. Nó không dẫn đến cái sự Ừ nó chỉ là nó không giảm giảm cái sự không thỏa mãn thôi. Ừ. chứ chưa đến. Chưa đến mức là thỏa mãn. Ừ. Thì là no. Nó giống như kiểu ví dụ như kiểu mày mà giận người yêu nó mà làm cái gì thì mày cũng chỉ gọi là bớt giận thôi chứ đâu phải là như kiểu mày sẽ vui vẻ lại đâu. Bớt giận. Bớt giận khác với hết giận và vui vẻ. Ba level khác nhau. Ok, đây thì câu này nó sẽ chính là satisfied là bị no cũng bị vấn đề này chưa đủ. No. Đây. Đây. No, not even. Chắc chắn câu cuối là not even. Ừ, nhưng mà khổ lắm, bạn phải make sure là bạn làm đúng. Thì bạn khúc cuối bạn mới dám đặt cược vào not given chứ bạn làm sai ra thì làm sao bạn dám chắc đúng không? Chắc không? Nhưng mà nó có yes, có no rồi mà chưa có not even. Yeah, I know. Nhưng mà ý chị là em phải làm đúng ba câu trên rồi thì em mới dám chắc câu 35 là not given. Ừ nhỉ. Chứ có cái câu
Đây này nó nói thế chứ ví dụ như kiểu cái câu này là cái câu mình dịch được nhất, là mình câu mình bị ấy nhất này, câu 32 mình tưởng mình không dịch được hai cái từ turnover với từ morale mà quả ra mình đã làm được kìa. Mệt mỏi. Stop nó được allowed để choose khi mà they take breaks during the working day để xem là người ta có shoot không. Mình xem chắc là cũng sắp đến ba bom nổ rồi. Trận J có gì không em? Cái J chơi có gì không? Không không đúng không, bỏ trắng luôn. Nó chia ra mấy cái factor sai ho hết, nhưng tẹo nữa mình học xong rồi mình sẽ thảo luận. Đoạn K nữa. em thấy là bom nổ rồi. Đến đoạn này không bom nổ, nó nổ lúc nào nữa. Nổ đoạn L là hơi buồn cười đấy, tại vì đoạn L quá ngắn. Chẳng có thể nổ cái đoạn dài này rồi. Ok, mình sẽ thấy bom nổ chắc là mình sẽ phải làm trước nha. Đây, bao này đây rồi, bom nổ, đoạn K. Phát này nổ cuối thật. Chẳng lẽ nha. Rồi, bom nổ đi. Bây giờ mình sẽ tập trung bom nổ trước vậy. Cái câu kia mình đang để khả năng cao, rất cao là not given. Nhưng mà tẹo nữa mình cũng phải xem lại. Mình cũng xem là, chị nghĩ là cái khả năng cao nhất là nó sẽ nhắc đến từ take breaks em ạ. Vâng. Cái từ take break chắc chắn là phải có. During working day cũng có. Nhưng ở trong cái thời gian cũng ở bài bom nổ luôn. Đúng không? Hay là đoạn đoạn L, đoạn cuối á? Vâng. Ok, yeah, thì coi coi như thứ tự là mình sẽ ở trước. Đây, adequate break during the working day. Tại vấn đề ấy, sau khi sau này mà mình khi mà mình làm bài xong á, bao giờ em cũng phải nhận định được xem là cái từ nào nó sẽ xảy ra vấn đề. Ừ, ví dụ như cái mất cái này. Ví dụ như kiểu cái từ staff chắc chắn phải có này. Cái từ take breaks cũng phải có. During cái gì? During cái working day chắc chắn phải có. Vâng. Còn chỉ có là nó thêm cái từ not hay là không được allowed hoặc là cái gì gì đó thôi. Còn những cái từ này chắc chắn phải có, tức là khi cho dù nó not given thì nó cũng có, chắc từ chắc chắn nhất là có từ breaks và từ stop. Đấy, còn những cái khác thì không cần biết. Mình có thể nó thử ép vào. Đây mình làm bài bom nổ trước. Này. Khoai mì hết đấy. Nè. Michelle và Top đã carry out một cái research về staff, về nhân viên, cái bọn employees ở một cái American Change of. Cái of này thường thường là mình cộng danh từ, đúng không? Vâng. Restaurant. Restaurant. Đây, mình xem là mình chạy được các keywords nào. Đây. Carry out. Conducted bằng carry out. Study bằng research. Focusing và staff thì chính là cái gì nhỉ? Chị nhớ cứ mỗi từ staff nó thêm bằng từ đi. Đúng chưa? Staff. Vẫn là staff à? Ok. Và một cái American change thì đây change. A themed restaurant. Tuy nhiên mình chỉ điền đúng một từ. À đây, American biến thành in the United States. Đúng chưa? Nó chạy keywords khá là đầy đủ. Đối với bài summary, luôn luôn lịch sự. Đáp án là restaurants. Thì theme restaurants có nghĩa là như nó đi theo theme đấy, ví dụ như nó đi theo theme của Harry Potter thì nó sẽ trang hoàng theo kiểu Harry Potter. Chưa? Đi theo theme của cái gì nhỉ? Chạng vạng thì nó sẽ trang trí decor theo kiểu chạng vạng. Cookie.
Tiếp theo mình sẽ đến cái câu. Ok, tôi quá. Từ đây. Tiếp bọn này nó thấy nó đã discover được là activities mà được design cho staff ấy, để mà have fun thì đã improved, đây là động từ chính, cho các activity này đã improved their cái gì? Khả năng rất cao đấy là productivity hoặc là performance. Đây là hai từ mà nếu mà chị chưa nhìn vào bài chị khả năng cao chị đã đoán hai từ này Vâng, nó là performance. đúng không? Tại vì nó đang liên quan đến bọn làm việc thì chỉ có thể là thích làm gì làm, đúng không? Mày phải cải thiện hai cái đấy rõ ràng, đúng chưa? Thì mới mang tiền về cho boss được. Thì chắc chắn chỉ có hai từ đấy thôi. Nếu mà em đọc bài nhiều á, thì em sẽ có một cái cảm quan là từ nào có khả năng đáp án. Thế sau đó thì mình sẽ thôi. Đấy. Thì fun activities đúng không? Thì sẽ có một cái flavorable impact trên cái performance. Đấy, xin ra đáp án. Tám xem nào. Đây, và cái vụ mà management involvement ấy thì sẽ dẫn đến lower, như kiểu reduce đúng không? Đây chính là từ reduce. Lower rất hay là chuyển reduce cái staff gì đó turnover. Đây mình có đọc ngay đằng sau nó có một cái đó là management support đúng không? For fun thì sẽ có một cái favorable impact trong cái vụ reducing, chính là cái từ lower rồi, động từ đấy. Turnover đáp án đó. Đấy, nhưng mà mình hiểu tính chất của bài bong nổ thì mình cứ dò dần dần thôi, là mình cũng bám vào cả kỹ năng keywords nữa thì mình dò ra ra. Tiếp theo từ từ chị phải chuyển thành hai cái này đã cho nó tiện. They also found that the activities needed để mà fit with both the company gì và gì, tức là cái này phải liên quan đến company. À, no, sorry, cái gì của company và cái gì của staff cơ. Chứ chị nghĩ cái staff thì có thể là cái interest của người ta. Chị nghĩ thôi, nó phải phù hợp với cái interest của mình á. Đúng không? Tổ chức là các hoạt động mà không phù hợp với interest của mình thì mình ấy nào được để đoán. Còn cái gì của company thì có thể là cái target hay cái gì đó của nó, hoặc là cái budget, đúng không? Em có thể tổ chức một cái hoạt động như kiểu ở resort sang chảnh, tiền đâu ra, để đoán thế thôi. Company sẽ là goals, Ừ, goals. đấy. Thì đấy. Thì gần giống cái của chị. Characteristic thì cái interest thì là một trong những cái characteristic của người ta. Đấy. Vâng. Thì nếu mà em đọc hiểu flow của bài á, thì mình dựa trên những cái trải nghiệm của mình nữa thì mình sẽ đoán cái nghĩa trước. Áng nó trước đi. Cái finding support view fun perfect but đây both cái organizational goals này, đây goals chính là đáp án. Organizational nó chính là liên quan đến từ companies chưa? Và employee characteristics đây. Đây chính là characteristic, chọn một từ. Đấy. Đó là lý do chị bảo là one word điền rất thích, bởi vì mình không phải nghĩ nhiều. Còn câu Aligned 3 with này. Câu 35. Thế rồi đúng không? A balance là require degree freedom cái gì đó. Hết trời, câu 35. Đây xuống nặng lờ cuối cùng cũng vẫn phải dùng anh Derry. Mình sẽ thấy là written recommend vài những cái action mà có thể được adopted, đây đâu phải nhận nuôi nhé, đây là được như kiểu được ứng dụng ấy, được sử dụng. Được adopted thường thường nó liên quan đến policy hay là một cái gì đó, hoặc một cái attitude cũng có thể được adopted trong một cái organizational level để mà retain được những cái good staff.
cũng như là assist in balancing work and family life. Để xem nào. Those particular create to hospitalization bao gồm này. Allowing adequate breaks during the working day. Thì bây giờ mình xem xuống. Nhưng mà không nói đến việc là có được nghe không? Này xem cửa ấy vậy. Có được chọn. À, should be. Yeah, không có tự chọn. Allowed to choose. Choose when. Choose when. Không biết là khi nào thôi. Choose when. Không biết. Chỉ biết là nên có breaks. Chứ còn không không biết là được chọn thôi. Còn break khi nào có khi là tao thành chủ. Ok. Yeah. Đó, thì bài này mình sẽ thấy là ủa cái bài này dài quá. Đó. Câu này có 35 nữa sẽ là not given. Nên chắc là em phải học lại trong quyển Canvas. Quyển Boost cho vocab. Vâng. Đó, bây giờ thì đi dịch lại thôi. Đó. Bài này mọi người cũng có thể lên mạng để tham khảo cái bài dịch ấy. Nhưng mà chắc chắn là bài dịch thì nó sẽ rất khó hiểu rồi. Bài dịch chắc chắn sẽ rất khó hiểu. Và mình phải biết tách từ ra. Sau đó mình ngồi giải nghĩa. Thì mới ấy được. Còn lúc làm bài thì mọi người bắt buộc phải biết bỏ. Hoặc là chỗ nào như kiểu câu 32 kiểu xác định là không. Mình cảm giác như kiểu khả năng rất cao mình không làm được. Phải hạ ngay xuống câu 33 để mình chốt chặn lại. Và mình sẽ phải hên xui cái câu 32 thôi. Hóa ra nhưng mà câu 32 là hóa ra câu dễ nhất này trong cái bài này. Sau câu 35, 35 dễ nhất, xong rồi 32. Ok, đó.